Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền ngay chợ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì đây là phía trước là khu chợ huyện của Phong Điền. Thì từ chợ này ra tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng 8-9 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì ra đại học FPT thì tầm khoảng 7-8 cây gì là 7-8 km là tới đại học FPT Nam Thơ ha. Thì phía trước là nhà lồng chợ. Thì từ vị trí nền này lại tới nhà lồng chợ thì tầm khoảng chừng 40 m à. Thì tới nhà lồng chợ thì vị trí nền thì nó sẽ ngay chỗ này ha. Đây là cái vị trí nền, thì vị trí nền này bề ngang là 5, chạy dài 21.5. Thì tổng diện tích của miếng đất này là 129 m², pháp lý là sổ hồng thổ cư, xin giấy phép cất nhà được liền. Nền này là nền tái định cư nha. Thì ở đây nhà cửa cũng rất là đông đúc luôn nè. Về ở đây thì người ta đã cất nhà hết trơn, thì còn trống một cái nền ha. Quay ngược lại là cái đường này sẽ đi ra đường Nguyễn Văn Cừ. Thì hướng trung tâm thành phố Cần Thơ chạy vô đây thì nó là cái đường này nó sẽ đi ra đường Nguyễn Cừ ha. Thì đây là nguyên một cái khu đất trống luôn. Này chưa biết nó làm sử dụng về cái gì. Hôm rồi nó có phân lô ra mùa dịch là bán chợ ngay đây. Ra dở dọn dẹp rồi để trống. Thì cặp bên cái nhà tôn chỗ này thì lại là cặp bên có trường mẫu giáo nha. Thì nó để khu đất này là DCD, là không biết sử dụng về cái gì luôn. Đó. Còn đây thì cái cặp bên mũi tàu nhọn này đi ra đường cũng là Nguyễn Văn Cừ. Thì đất này sẽ quay về hướng Bắc ha. Quay quanh đây là hướng Bắc. Quay qua đây rất là trống trải luôn ha. Vòng vòng có nền nhà thì tất cả các nhà hết trơn. Đây là một khu của nhà nước sử dụng sau này. Thành ra là nhà mình rất là thoáng luôn. Thì mương hở ở phía sau là 2 m. Con đường này là 8 m, lề là 5 m, tổng con đường là khoảng 18 m. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến đây coi thực tế ha. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán, thì cái giá của chủ đưa ra là cái nền này là 2.8 tỷ, nhưng mà chủ sẽ chốt khoảng 2.6 tỷ nha. Thì chủ có nói vậy thì giá của chủ kêu là tới 2.8 tỷ, nhưng mà chủ mong muốn bán được cái giá là khoảng 2.650 tỷ. Thì quý cô chú anh chị em nào coi khi vừa ý thì cứ gặp chủ mình thương lượng. Rồi sẽ thì vị trí nền này sẽ chạy vòng vòng cái chợ Phong Điền cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì cái đường bên dãy nhà anh đó thì cũng chạy thẳng ra là ngay đường Nguyễn Văn Cừ luôn, gần cầu Trà Niền luôn ha. Đây, cái này thuộc của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thì đang phấn đấu lên là quận Phong Điền nha. Thì đang là huyện nhưng mà đang phấn đấu lên để xin lên được là quận Phong Điền. Thì từ mí này vô tới mí nhà là 5 m, từ mí nhà vô trong là 21 m 5, thì 129 m, có điện nước đầy đủ luôn. Cái nền này hồi cũ đã cho thuê và đã vô điện nước ha, về là khỏi đăng ký vô điện nước luôn. Thì nếu chạy thẳng ra đường này thì sẽ là đi ra đường Nguyễn Văn Cừ cũng được luôn. Thì bây giờ để chạy đảo lại một cái chợ cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo luôn ha. Giờ này khoảng 11 giờ thì chợ bắt đầu cũng sẽ hết bớt khách rồi ha. Chạy từ vị trí nền chạy lên đây thì nó tầm khoảng chừng 40-50 m rồi. Đây là cái là nhà lồng chợ rồi. Còn đường đây cũng đi thẳng là ra đường Nguyễn Văn Cừ luôn nè. Cách đường Nguyễn Văn Cừ thì tầm khoảng chừng chừng 100 m nè. Đó, đây khu nhà lồng chợ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ thì tầm khoảng chừng 11-12 km là trung tâm thành phố Cần Thơ. Tới các trường đại học thì 7-8 km. Đại học FPT Nam Thơ đó ha. Đó, khu nhà lồng chợ nè. Chạy thẳng ra đây thì cũng là đường Nguyễn Văn Cừ luôn nữa nè.
thấy khu nhà lồng chợ thấy không? Giá này chưa thì cũng còn Đông Can, chợ huyện rất là lớn, các huyện Phong Điền thì cũng rất là lớn nha cái chợ này. Thì chạy tới trước là ra đường Nguyễn Văn Cừ, còn quẹo bên đây cũng là ra đường Nguyễn Văn Cừ luôn. Để quẹo ra đây là về trung tâm thành phố Cần Thơ cho quý cô chú anh chị mình xem luôn ha. Bên này cũng bán dài ra đây rau cải đâu luôn. Đó. Dài vô trong đây là thì số điện thoại 0396 40 0040, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì xin liên hệ để dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán, em sẽ chủ yếu dẫn đi xem nền và thiện chí thì trực tiếp gặp chủ mình là thương lượng mua bán. 129 m² thổ cư lộ giới rất là bự ngay chợ Phong Điền luôn. Trung tâm chợ thì giá dao động chỉ có 2 tỷ 2 tỷ 650 sở hữu ngay nha, ngày chỉ 650 sở hữu ngay, giá chủ mong muốn muốn là bán giá đó, chủ kia 2 tỷ 8 nha. Đó, đây là hướng này sẽ chạy về trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây cái đường này nãy chạy vô nè, rồi cái đường này nữa nè, đây là cái trường mẫu giáo nè. Đó, trường mẫu giáo ngay chỗ này ha. Rồi xin chào quý cô chú anh chị em, cảm ơn rất nhiều đã xem video.